sinh ra tôi. Tôi được sống từ nhỏ với nó, tất cả những kỷ niệm nó đã vào tâm hồn tôi như là một chiếc bóng. Mà mỗi lần đi ra khỏi Hà Nội, tôi luôn muốn ra đi là để trở về. Và cái tình cảm đó là cái tình cảm mà tôi vẽ rất nhiều. Nhưng mà cái mảng đề tài Hà Nội nó là một cái góc tương đối chính của cuộc đời sáng tác của Hà Nội. Thực ra với một họa sĩ chuyên nghiệp thì tất cả những bức tranh mà đã được khi bày ra với công chúng thì nó chỉ là có những cái trạng thái tình cảm khác nhau. Nhưng mà đối với người nghệ sĩ thì tất cả những bức tranh đấy đều là những cái bức tranh mà họ đã rất yêu thích và tâm đắc thì họ mới đưa ra để trưng bày cho những công chúng. Cái lượng công chúng rất rộng rãi để tham gia và nhận xét các bức tranh này, tức làm cho mình có một cái gì đấy là rất là hào hứng, và mình thấy trong tâm trạng nó cần làm một điều gì đó. Và tôi thành công và thành danh ở đất Hà Nội, đây cũng là cái triển lãm mà được tạo cái lời cảm ơn với Hà Nội. Và chúng ta chỉ là người tôi chỉ thức tỉnh chúng ta là người ở cái đẹp và cái đẹp.
Và cái vườn đào Nhật Tân này bây giờ nó không còn nhiều nữa. Nhưng chính vì khi mà chúng ta đang có, chúng ta coi thường nó, khi mà nó đã xa dần chúng ta, nó bớt ít đi, thì chúng ta lại càng nhớ bản thân nó. Cho nên chính vì thế bức tranh này tôi muốn toàn bộ từ nhà của những người trông đào, tôi cũng cảm thấy nó như tất cả vườn hoa, và vườn hoa nó xa xong, tích tận dưới chân trời.